Dạ bao bố con em Hello. chào thầy ạ. Vâng, ba bố con đang ở đâu nhỉ anh nhỉ? À Dạ, đang ở nhà nhà em đang ở trên Việt Trì thầy ạ. vâng, ôi dồi ôi, thế cùng quê với thầy rồi, ngon quá. Rồi ôi, nhìn nhìn nhưng mà thật sự là em vẫn thích nhất ở chỗ là anh là người gương mẫu nhất cho hai con, rất tuyệt vời anh không ạ? Thế mình Nào hai em chào thầy chưa? Các vâng, hôm thầy. nay thì chắc là thầy không chữa gì đâu vì hôm nay là buổi Zoom cho các bạn tự học á. Thì mình là học viên thì mình sẽ đợi vào Zoom của học viên anh nhé. Thì tranh thủ Vâng. ba bố con đây thì rất nhiều bạn đang tự học tiếng Anh đây, thì anh có lời khuyên gì cho các bạn không anh? Thực ra là các bạn là phải tinh thần tự giác thôi. Bởi là vì như báo cáo với thầy là em năm nay là 37 tuổi, là cũng đi làm nhiều khi công việc là cũng phải đến là về muộn này. Là hôm nào mà em đi làm được, em ở nhà buổi chiều chiều ấy thì là cứ để cho cháu học văn hóa ở trên lớp xong là có khi là 9:30 có hôm là 10 giờ bắt đầu ba bố con bắt đầu mới lại đi học học tiếng Anh. Thế Vâng. hôm nào mà em phải đi đi làm ca chiều không ở nhà được với các cháu thì thôi thì mẹ lại dạy văn hóa xong là 9:30 10 giờ kém là ba bố con lại giao lưu với nhau và ba bố con là em bắt đầu lại kèm cháu theo giáo trình của thầy là qua giao lưu đấy thầy ạ. Ôi dồi, Thì hôm nay là anh chia sẻ mới biết chứ bình thường đã ngưỡng mộ anh lắm rồi, anh chia sẻ thế em mừng quá. Mừng không quá anh đấy ạ. đúng đúng là như hôm nay là thứ sáu, hôm nay là tối thứ sáu thì cháu Minh bảo là em vừa cho học bài mini story thì hiện tại đơn của bài Going to the Zoo xong ạ, thì Vâng là ạ. cháu cũng là ok và như cháu Tú Anh là em cũng đã cho học phát âm bài bài Going to the Zoo hiện thì hiện tại đơn và các cô ở trong nhóm là cũng đã bảo là cho cháu next sang bài tiếp theo để học mini story ạ. Vâng. Và với bạn Tú Anh này thì vì là năm nay là bạn mới bắt đầu vào lớp 1 thầy ạ. Vâng. Nên là báo cáo thầy là thôi thì tiếng Việt có khi bạn còn chưa đọc sõi ạ. Thế Không, nên là em xác định anh cứ làm này thì em thấy là thành công là chắc chắn, tại vì thật ra là con của em thì bé hơn con anh Hùng. Nhưng mà bé Na nhà em đi đúng chặng đường như anh luôn anh ạ. Tức là đầu tiên chưa biết con học nào là bố học đã. Đấy, bố biết rồi, bố vẫn tỏ ra là mình đang học để cho các con học theo. Và em nhìn là em thấy thành công rồi. Và mỗi lần nhìn thấy cái bài đăng trả bài của mình ở trên group học viên em cực kỳ vui luôn anh Hùng ạ. Thầy kiểm tra bạn đang học mini story trước nhá. vâng Và ạ. cho vui nhá. À, con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ok, now I'm gonna ask you some questions. Okay, so where does she go? Thầy hỏi con. She goes to the zoo. Okay, be careful. Now I'm gonna ask you, does she see a tiger? No, she doesn't. She doesn't see a tiger. She sees a lion. Okay, so what does the elephant have? The elephant has a long trunk. Ôi dồi anh Hùng ơi, không biết anh có thấy sướng không? Anh thử nêu cảm giác của anh, thầy thì sướng quá rồi anh Hùng ạ. Thật sự báo cáo thầy là vừa nãy là em khi mà thầy hỏi là em đã tắt tách đi đấy thầy ạ. Vâng. Chị em không thể, chị em không cho cháu nhìn tách đâu ạ. Nhưng mà anh Hùng có biết một điều như thế này này. Tức là anh em mình thì đang là rất vui, đang rất hạnh phúc rồi, nhưng mà mình phải nhìn thấy cái này để mình trân trọng nhiều hơn này. Anh có biết là bé nhà anh lúc nãy vừa nói những cái câu tiếng Anh mà nó chuẩn đét ra anh ạ. Tức nó chuẩn cả về ngữ pháp, cả về phát âm. Các bạn có thể nghe là bạn nói như vậy thôi, nhưng mà thầy không chắc các bạn đã hiểu là vì sao thầy bảo bạn chuẩn đét đâu. Đó, khi bạn nói she goes to the zoo là bạn đã hơn rất nhiều người rồi. Rất nhiều bạn anh Hùng ạ, kể cả em ngày xưa có cái kể cả anh. Chúng ta học tiếng Anh bao nhiêu năm trời, biết ngữ pháp, biết thừa là she, he, it là phải chia là es, mới cc đấy đúng không anh Hùng? Đâu Và nói được đâu, nói cái lại she go to the zoo nghe có cái gì đâu. Nhưng bé nói như vậy mà bé không hề suy nghĩ gì anh ạ. Tiếp theo này, những cái câu khó như là does she see a tiger? Có phải là cô ấy nhìn thấy con sư tử không? Thì đáng lẽ là chúng ta cứ bảo no là vui rồi đúng không anh? Thực ra thì trả vâng. lời no đã là vui rồi. Nhưng mà các bạn có thấy bạn bạn trả lời hẳn cả phủ định cả khẳng định một cách rất thoải mái. She doesn't see a tiger. She sees a lion. Các bạn thấy cái từ see. Nào, see mà thêm s đây vì là she đúng không? She sees. Trời ơi, các bạn không biết là cái giá trị cái từ này nó như thế nào đâu. Và đấy, rất may là anh Hùng hôm nay giơ tay, đáng lẽ là không nói chuyện với hai bố con nhưng mà chẳng còn bạn nào giơ tay nữa nên là thầy nói chuyện, nhưng mà nó là động lực cho rất nhiều người khác anh Hùng ạ. Và động lực chính cho anh em mình luôn.
rất nhiều bạn ở đây học tiếng Anh bao nhiêu năm rồi để nói được như con của anh là không thể. Em nói thẳng khẳng định luôn là không thể. Cái thứ hai là nếu có thể thì nó mất rất nhiều thời gian, nó rất khổ sở, nó kiểu cứ ám ảnh về từ ngữ ngữ pháp rồi. Thì bạn anh Hùng và hai bạn nhỏ thì đang học với giáo trình easy của thầy, nhưng mà cái giáo trình nào thì nó cũng loanh quanh là với những câu chuyện bạn sẽ phải nghe và trả lời, và đấy cũng là giáo trình mà thầy giáo trình nó gần giống với giáo trình Effortless English mà thầy đang hướng dẫn các bạn học ở đây này. Ok chưa? Nào các bạn có Cảm muốn ơn. thầy vào hướng dẫn để học cái giáo trình Effortless English không? Có thì bấm số 1 cho thầy nào. Cảm ơn anh Hùng nhiều nhá. Thế thì mai 3 giờ ba bố con có rảnh không ạ? Mai 3 giờ chắc được thầy ạ. Vâng, thì 3 giờ mai thì thầy và bạn Lê Ánh sẽ lên chữa bài ở nhóm Easy cho các bạn học viên nhá. Ồ hay quá anh ạ. Mai nhà em là sẽ có hai bạn nhỏ trả bài thầy ạ. Tuyệt Bạn nhỏ vời 1 luôn tuổi anh là ơi. sẽ trả bài Cái việc lớp mà anh 1 là quay trả cho bài các phát bạn là âm trả ạ. bài như thế em cũng rất là trân trọng. Hôm nay mới biết là anh còn đi làm rất bận, nhưng mà đấy, anh ạ, các bạn ở ngoài thì chỉ thích kêu thôi anh ạ. Chỉ thích kêu thôi. Tất nhiên là ai ở đây chả bận, đặc biệt các chị em thì anh Hùng công nhận không, nhưng mà thật sự là kêu thế nó không giải quyết được vấn đề gì. Và để thành công một cái gì đấy thì chúng ta phải cố gắng một tí, cũng không có tí tẹo này được. Đấy như con nhà anh bây giờ em nghĩ sau này là cứ học yên tâm như thế là biết nghe nói tiếng Anh, nó bé nó học cái gì cũng được mà anh Hùng. Vâng. Rồi thì sau một giai đoạn nữa phát triển thì các bé bắt đầu học với giáo trình Effortless English thì lại như anh em mình thôi. Và anh có thấy là em học tiếng Anh từ năm 22 tuổi và đến bây giờ em cảm thấy rất thoải mái rồi, thì con nhà anh năm nay Đứa một đứa 6 tuổi, một đứa bao tuổi anh? 8 tuổi rồi ạ. Vâng thì em chỉ biết chúc mừng anh thôi nhá, còn chúng ta thì chắc chẳng phải khen nhau gì nữa. Nhưng cảm ơn anh Hùng nhá. Vâng, em cảm ơn thầy giáo ạ. Và chào ba bố con Vâng, ạ. nhá.